Cô giáo làng vô tình khiến chồng chết oan chỉ vì cạo gió, đánh cảm. Ở nước ta, cạo gió vẫn là phương pháp chữa bệnh đầu tiên mà nhiều gia đình áp dụng khi có người thân bị đau đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, một số người tuyệt đối không được cạo gió vì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tử vong. Theo quan niệm dân gian, những người có triệu chứng như mệt mỏi, sốt, đau đầu, buồn nôn, nôn, nhức mỏi chân tay, đau bụng, được coi là bị trùng gió, gió độc. Do đó, mục đích cạo gió là nhằm làm cho gió độc thoát ra khỏi cơ thể. Tuân thủ nguyên tắc này, một cô giáo 35 tuổi sống ở vùng quê nhỏ Trung Quốc đã cạo gió cho chồng khi anh than mệt mỏi trong người. Tuy nhiên, sau khi cạo được hai đến ba đường thì người chồng đột ngột ngất đi và hôn mê sâu. Dù được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu, nhưng người chồng đã qua đời do tăng huyết áp. Bác sĩ cho biết nguyên nhân là do người chồng có dấu hiệu cảm phong nhiệt, khi đó cơ thể người chồng đang nóng, nếu cạo gió thì làm cơ thể nóng hơn, khiến huyết áp tăng cao dễ dẫn đến xuất huyết não, dẫn đến tử vong. Đây là bài học cảnh báo mọi người nên cẩn trọng khi cạo gió vì có một số đối tượng không thích hợp với phương pháp này. Cạo gió chỉ áp dụng cho người bị cảm phong hàn. Theo ông Nguyễn Xuân Hướng, nguyên chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, không phải dạng cảm nào cũng có thể cạo gió, cảm phong nhiệt mà tiến hành cạo cảm thì không những bệnh không khỏi mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng. Người bị cảm phong nhiệt ra mồ hôi cũng không để đánh gió mà phải dùng thuốc điều trị. Thông thường chỉ người bị cảm phong hàn người ta mới tiến hành cạo gió, đánh cảm không khó để phân biệt cảm phong hàn với cảm nhiệt. Người bị cảm phong hàn thông thường có triệu chứng đau đầu, chảy nước mũi trong ớn rét. Người bị cảm phong nhiệt thường có biểu hiện đau họng, miệng khô, sốt nóng, da mồ hôi, sợ gió, ho có đờm, đau lưng, miệng khô, khát, nước tiểu vàng. Do đó cần xác định rõ người bệnh mắc loại cảm gì mới tiến hành cạo gió. Không cạo gió cho người bị sốt, không rõ nguyên nhân, bởi vì việc này có thể làm tình trạng xuất huyết trở nên trầm trọng hơn, đồng thời khiến bác sĩ không thể xác định được vùng nào xuất huyết do bệnh, vùng nào xuất huyết do cạo gió để điều trị. Không cạo gió cho trẻ em. Da của trẻ rất non và mỏng nên rất dễ bị tổn thương, khí huyết của bé cũng rất yếu nên sẽ không chịu được nhiệt độ cao khi cạo gió. Ngoài ra, cạo gió còn gây đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu bé bị rối loạn đông máu hoặc bị sốt xuất huyết. Người bị bệnh tim, cao huyết áp không nên cạo gió người đang mắc bệnh tim mạch hay có tiền sử bệnh tim mạch tuyệt đối không được cạo gió nguyên nhân là vì những động tác mạnh khi cạo gió có thể gây kích ứng và làm bùng phát trở lại các cơn đau tim nguy hiểm cạo gió cũng không được áp dụng cho người bị tăng huyết áp vì nó có thể gây giãn mạch và làm nặng thêm tình trạng thiếu máu não hậu quả là người bệnh bị méo miệng mắt không khép thậm chí tử vong không cạo gió cho phụ nữ có thai theo các nhà chuyên môn, tuyệt đối không cạo gió cho phụ nữ mang thai vì những động tác này gây kích ứng quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Người có vết thương ngoài da hoặc mắc bệnh da liễu không nên cạo gió. Đối với những người có cơ địa da mẫn cảm thì không nên cạo gió vì khi trà sát sẽ gây dị ứng. Những người có vết thương ngoài da hoặc bị bệnh da liễu cũng không nên đánh gió vì dễ bị nhiễm trùng hoặc lây lan từ chỗ này sang chỗ khác. Đạo gió làm nặng thêm tình trạng của người bị đau vai gáy. Theo các chuyên gia, chứng đau vai gáy có nguyên nhân chủ yếu là do gối quá cao, nằm ngủ không đúng tư thế nên các mạch máu và cơ bị chèn ép, nếu bị nhồi máu cơ tim cấp huyết áp cao, tai biến mạch máu não có thể sẽ dẫn đến liệt nửa người, đột quỵ, thậm chí tử vong. Cạo gió gây xuất huyết dưới da nên có thể gây tụ máu chèn ép thêm hay tạo ra phản xạ co thắt cơ, làm cơn đau nhức nặng hơn. Không cạo gió cho người mắc bệnh hemophilia, bệnh máu không đông do cạo gió làm vỡ các mau mạch dưới da nên rất nguy hiểm đối với những người mắc bệnh hemophilia bệnh máu không đông tóm lại cạo gió không thích hợp với tất cả mọi người và việc cạo gió không đúng cách có thể gây ra những biến chứng nặng nề hơn do đó trước khi áp dụng bất kỳ phương cách điều trị bệnh nào bạn cũng nên tham khảo ý kiến tư vấn của bác sĩ chuyên khoa để đảm bảo an toàn cho sức khỏe